Rồi, xin chào các anh chị và các bạn. Sáng hôm nay Quy rất là vui mừng cùng với đội ngũ nhân viên OBS tại Cà Mau đi đến thăm cái chi nhánh số 1 và số 2 chứ hả? Của Phú Tân. Đây là nằm ở cái đôi Dàm, thị trấn cái đôi Dàm, huyện Phú Tân, và rất là gần ủy ban huyện ở đây. Rất là tuyệt vời, một chi nhánh rất là gần gũi bà con nuôi tôm ở khu vực này, và cảm thấy rằng là rất là vui vì chi nhánh tuy nó không có phải là to lớn gì nhưng mà là một chi nhánh rất là đầm ấm, và phải nói là luôn luôn chào đón những cái người khách hàng của mình tới đây để mà kiểm tra nước, kiểm tra tôm. Ở đây thì có bạn hộp, rồi có hai bạn nhân viên nữa phục vụ ở cái cửa hàng này, tổng cộng là có 3 nhân viên phục vụ cửa hàng này. Chính vì vậy mà cửa hàng này là luôn luôn rất là vui nhộn và có nhiều vị khách hàng vui vẻ đến với khách hàng cái cửa hàng này. Thì cho anh hỏi là bạn Trường, là cái lý do gì mà em xây dựng một cái chi nhánh, cái cửa hàng nằm ở vị trí này mà không phải là những vị trí khác? Dạ, thật sự thì vị trí này á, thì đến với khách hàng nuôi tôm thì cũng còn khu vực này cũng không có nhiều, nhưng mà thật sự ở đấy là thị trấn và gần những cái đầu mối á, anh xe và những cái phương tiện gọi là rất gần gũi với bà con và những cái vật liệu như yến du ở gần đây và những cái farm ít ngày xưa đấy. Và ở đây thì ngày xưa thì cả đôi Dàm cũng là một trong những cái tổ nuôi tôm đầu tiên ở cái huyện của mình á, cho nên em phải tập trung về đây. Và dưới đấy thì cũng có một bộ phận lab mà hiện tại thì những cái công ty khác họ chưa có, và công ty mình phục vụ được cái vấn đề đó. Và khách hàng ra cửa hàng là mình rất là nồng nhiệt và chào đón với khách hàng, mối quan hệ rất là thân thiện với khách hàng, dành những cái gọi là sự nhiệt tình và tâm huyết của mình dành đến cho khách hàng, tư vấn khách hàng làm sao để nuôi tôm thành công. Rất là hay. Rồi, cảm ơn bạn Trường, và chúng ta đi vào bên trong để chúng ta xem trong cái chi cửa hàng của mình có những cái gì. Khách hàng Nguyễn Phú Tân, hay quá. Vời, cảm ơn Trường rất là nhiều. Xin chào các bạn. Đây là đội hình rất là tuyệt vời của Cà Mau các chị nha. Cà Mau. Đây là những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà chúng tôi bố trí ở cửa hàng của mình. Đây là sản phẩm hơ cua giúp cho việc là giải độc gan, giảm những độc tố trong gan, cũng như là phục hồi cái gan tôm, đặc biệt là phục hồi cái hàm lượng lipid trong gan, rất tuyệt vời. Nó là một cái sản phẩm kết hợp với là một cái sản phẩm nữa, đó là Hyperhub. Hyperhub đây. Đây là hai cái sản phẩm bộ đôi rất là tuyệt vời. Cũng rất là vui mừng là sản phẩm này nó đem hiệu quả tốt, cho nên thời gian vừa qua Hương có xuất khẩu đi Ấn Độ một container 20 feet. Cái hàng này chắc có lẽ là bữa nay nó đã tới Ấn Độ rồi, để xuất khẩu trước Tết, cho nên bây giờ nó đã tới rồi. Rất là tuyệt vời. Và đây là một cái sản phẩm là khoáng mới, đó là Cadamic. Đây là một cái sản phẩm mà đã giải quyết được cái vấn đề hiện tượng đục cơ cực kỳ là tốt trong thời gian vừa qua. Cadamic, một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Cadamic. Và đây là một sản phẩm nữa là Anchor Up, sự phối hợp giữa Cadamic và Anchor Up nó giúp tăng kim, giữ cho cái hàm lượng kim trong ao luôn luôn lúc nào cũng giữ 14-15. Và Cadamic này là sản phẩm giải quyết cái hàm lượng tâm thân đục cơ rất hay. Các anh chị có thể kết hợp với lại Nano Herbal hoặc là Mix 200. Đó là những sản phẩm phản nóng nha. Các anh chị mà đụng tay vô lột tay á, thế mà khi đụng với nước đây là alkali đấy. Ngoài ra thì Huy còn có rất nhiều sản phẩm khác nữa, ví dụ như là sản phẩm xử lý nước ban đầu như là BAC chẳng hạn, kết hợp với thuốc tím để giúp cho trong nước làm cho sạch nước và giảm kim loại nắng. Và điều tôi xin là một sản phẩm để mà rửa nước và giúp cho nước nó không bị nhớt, không bị lợn cợn, và tôm nó sẽ luôn luôn lúc nào cũng sạch. Đây là những cái sản phẩm diệt khuẩn, đây là những cái dòng diệt khuẩn rất là tuyệt vời. Đây là Vi Hút Kiêu, diệt khuẩn nó giống như sản phẩm Vi Công A của Bay Gia các anh chị ha, nó gần giống như vậy. Rồi sản phẩm này là Yuka để mà giảm cái độc tố trong ao khi mà trong ao có khí độc. Rồi thứ hai diệt khuẩn Bio 80 cũng là diệt khuẩn, Iodin cũng là diệt khuẩn, đĩa ga dùng để diệt hến, rồi Iodin. Các anh chị thấy rồi, cái hàm lượng iodin trong này nó rất là cao, cho nên các anh chị mà nó thăng hoa ra ngoài nó vàng hết cái chai như thế này, cái nhãn nó vàng luôn các anh chị ha. Rồi được rót 6-3 năm, một sản phẩm vô cùng tuyệt vời để mà cắt tảo, giảm tảo xanh, tạo giáp và ha các anh chị ha. Đây là những cái dòng vi sinh, những dòng vi sinh rất là tuyệt vời. Top Clean, Anbio, Episimbon, Acelovac, Simbac 2. Những sản phẩm vi sinh xử lý thông dụng. Và đây là cái dòng hai vi sinh đặc biệt, đó là EPBT, Episimbt. Giải quyết xử lý đáy, đặc biệt là giải quyết các trường hợp bị nhớt bạc, nhớt đáy, nhớt bạc.
đó, đây là những sản phẩm, là những sản phẩm về gan, đấy, như là hơi bắp cua, inulin. Khi mà chúng ta gan tôm nó bị thiếu về hàm lượng lipid, hãy phối hợp giữa hơi cua và inulin trộn với nhau. Rồi khi mà chúng ta trải qua một cái quá trình điều trị phân trắng hoặc là chúng ta dùng kháng sinh dài mà muốn đào thải kháng sinh nhanh thì chúng ta dùng cacnoretinol. Đây là một sản phẩm cua cần đặc biệt chứa hàm lượng sorbitol lên đến hơn 90% các anh chị nha. Nanoherbal là một sản phẩm mà giúp cứng vỏ, đặc biệt là công thân đục cơ, rất là tuyệt vời, rất là nhanh, giải quyết rất là nhanh. Còn đây là sản phẩm giúp hỗ trợ trong cái điều trị phân trắng, Biotic One, bộ đôi rất là tuyệt vời mà trong thời gian qua là mưa làm gió trên thị trường, vì nó tốt nhưng mà nó rẻ, hiệu quả thì vượt trội. Khi mà chúng ta phối hợp ủ nó, sinh khói nó, và chi phí rất thấp. Giá này nó chỉ hiện nay nó còn 310 ngàn, còn gói này thì trăm mấy nha, 110 ngàn, và chúng ta sinh khói hai cái này ra được 10 lít sản phẩm với hàm lượng cực cao lên đến 10 mũi 1, 11, 12. Và đây là những cái bộ tăng trọng rất là tuyệt vời, Mica Green. Trước đây tên tiền thân của nó là Vanagen cái gì á, nhưng mà vì chúng tôi công bố chất lượng theo cái tên độc quyền của mình cho nên nó có sự thay đổi cái tên. Tuy nhiên là bản chất sản phẩm không có gì thay đổi. Đây là một sản phẩm giúp tôm bóng, cơ thịt và sản phẩm cao cấp, tuyệt vời, cao cấp nha. Nutribot là sản phẩm mà đánh xuống nước giúp cho tôm bốt trong giai đoạn mới thả mấy ngày đầu để làm một nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm bốt nha. Bulhuta là sản phẩm tăng trọng không thể thiếu trong quá trình mà suốt quá trình các anh chị cho ăn thức ăn tăng trọng và giúp cho tôm lột phát triển nhanh. Đây là và bộ đôi tuyệt vời, nó là canxi phốt không thể thiếu với một cái mùi hương rất là tuyệt vời. Sản phẩm này đang đứt hàng các anh chị nha, đang thiếu hàng đấy, chỉ còn vài chai đi kệ thôi. Đó. Đây là sản phẩm beta glucan C, một sản phẩm không thể thiếu khi mà tôm mình bị stress và sức đề kháng thấp, và tôm yếu ít là biến ăn, thì dập cái này xuống một cái 12 giờ trưa tối tôm ăn phập và ngày hôm sau tôm rất là mạnh nha. One Piece Stream là một phẩm enzyme có chứa hàm lượng một proteasa rất là cao, giúp cho cái việc mà phân hủy được cái thức ăn mà đặc biệt đạm cao để giúp cho tôm dễ tiêu hóa. Đó, rất là tốt. Đấy, Virosip, canxi phục mát. Canxi phục mát đây là một sản phẩm cấp cho tôm nó lột, có chứa hàm lượng canxi hữu cơ rất là cao. Đấy, các anh chị đánh xuống là tôm nó lột ngay, mà lột rất là đông lột. Các anh chị thấy trong trường hợp nào mà tôm vỏ nó dày quá mà nó cớm quá mà nó không chịu lột, đặc biệt là những cái đàn tôm mà có hàm lượng nuôi ở cái độ mặn cao, đấy, hoặc là nó bị đóng vôi, đấy, đánh cái này xuống tôm lột liền, lột đông lột ha. Đấy, cứ ký cho ngàn mấy khối. Đấy, ABCD. Đấy rồi. Và đây là những cái sản phẩm của Vina chất dự trữ sẵn ở đây. Một cái hàng nhỏ nhỏ vậy thôi nha anh chị, nhưng mà lượng hàng rất là kinh khủng. Đặc biệt là các anh chị nhìn mấy cái đống đống hàng của cô quá tuyệt vời. Đấy. Còn ở bên này thì nó thực ra các anh chị một cái đại lý mà vừa đại lý lớn để chất được một cái lượng hàng trữ trong kho như thế này. Quyên đảm bảo cho các anh chị ở Phú Tân Cà Mau mình nó hơi ít hơi bỏ luôn đó chứ. Dạ. Và ok đó. Và đây là một cái phòng lab mà để kiểm tra tôm nha, các cái thiết bị các cái bộ test rồi kính hiển vi để mà kiểm tra tôm ha. Và đây là cái bàn làm việc lúc nào cũng online này, online. Và ở đây là bạn Hợp đang phụ trách đây. Hợp đâu? Bạn nào nữa? Ba bạn. Chào. Đây bảo chào bà con mình. Đây bạn Hợp nha. Dạ. Bạn Hợp có thể giới thiệu một vài lời của mình đến bà con rồi đến khách hàng của mình đi. Dạ. Em xin chào tất cả cô chú và anh chị ạ. Em tên Phan Thị Hợp, hiện tại đang phụ trách ở chi nhánh là cá nuôi gà Phú Tân. Thì nếu như mọi người cần sự hỗ trợ hoặc là muốn test tôm kiểm tra nước thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0943888010 ạ. Hay quá. Rồi cảm ơn các anh chị và các bạn. Bạn Hợp là người đến từ Bình Định, có một cái giọng nói rất là hay và rất là năng lượng và rất là gần gũi khách hàng và rất nhiều khách hàng yêu thích. Tại vì bạn Hợp có cái gì đó lạ lạ. Đó. Ok, sau đây thì bạn gì? Minh Minh giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người, em tên là Huỳnh Quốc Minh, hiện tại đang công tác phụ trách tại huyện Phú Tân. Em kiêm luôn kế toán và lab ở huyện Phú Tân nên là mọi người có nhu cầu liên hệ địa chỉ thì bên em có hai chi nhánh, thứ nhất là chi nhánh trung tâm xét nghiệm 2 ở khóm 2 thị trấn Cái Đôi Vàm và một chi nhánh trung tâm xét nghiệm 5 của công ty OBS là ở tại ấp Cái Đôi
xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Địa chỉ cụ thể nhất là cặp bác sĩ Sơn ở chợ xã Phú Tân. Và mọi người có nhu cầu liên hệ số điện thoại em đó là 0888811075. Hay quá, rồi cảm ơn Mừng Minh. Tiếp theo. Dạ chào mọi người, em tên là Minh Thư, thì hiện nay em theo học chị Hợp. Theo học chị Hợp hả? Rồi, rất là tuyệt vời. Thì hôm nay là có sếp VV và thăm cửa hàng, mong là cửa hàng sẽ phát triển thịnh vượng và phát ra thật lộc. Đó. Dạ, yeah, tuyệt vời. Cảm ơn các chị các bạn. Cảm ơn em. Rất tuyệt vời. Cảm ơn Minh. Rồi, cảm ơn mọi người. Yeah. Chào và hẹn gặp lại mọi người nha.